Về vấn đề hôm nay buổi chiều nay thì các con sẽ ngồi nhiếp tâm thử trong tứ niệm xứ, rồi trong 30 phút thì kiểm tra lại coi tôi có cách thức ngồi nhiếp tâm coi đúng hay là sai. Rồi sau đó sau 30 phút thầy sẽ hướng dẫn cho cách thức để nhiếp tâm cho đúng. Nhưng về cái phần triển khai cái tri kiến vô lậu đó, nó còn những cái điều kiện gì mà cần thiết mà mấy con chưa hiểu thì mấy con hỏi tiếp tục để cho biết cách để triển khai cái tri kiến gì, nó còn mấy phần để chúng ta triển khai để đủ cái điều kiện mà để chúng ta sử dụng cái tri kiến đó trong pháp môn tứ niệm xứ để xả tâm. Thì hiện giờ thì mấy con cứ hỏi để rồi một lúc nữa là chúng ta tiếp tục, chúng ta bước qua cái giai đoạn thực tập trên tứ niệm xứ, chứ không còn chờ đợi cái thời gian dài nữa. Chúng ta không thể chờ đợi, cho nên chúng ta phải cố gắng. Và đồng thời thì khi vào đây có nghe câu hỏi như thế này: kính bạch thầy, bước qua giai đoạn tháng thứ ba tu tập tứ niệm xứ, thầy có dạy là phải giữ hành độc cư 100%. Vậy đối với cô Út, con có nói chuyện được hay không? Mỗi khi cô có việc hỏi con hoặc ngược lại. Câu hỏi này thầy xin trả lời để thấy trong cái vấn đề rất quan trọng là gì. Chúng ta không có tiếp duyên nhau nói chuyện hoặc là chuyện này chuyện kia, hoặc hỏi đạo với nhau, hoặc là chuyện lặt vặt đối với huynh đệ chúng ta coi như độc cư 100%. Còn với cô Út là mình có những cần thiết, những cái điều cần thiết mình cần mình phải đến mình hỏi cô Út. Và khi cô Út cổ có một cái chuyện gì đó, cổ đến trực tiếp mình, cổ nói chuyện với mình là gì, nó có cái điều kiện gì cần thiết thì cổ mới đến, còn không thì thôi. Còn mấy con có cần thiết thì phải hỏi cô Út những cái gì cần thiết cho tứ sự, cho cuộc sống tu hành của mình. Còn nếu mà tối đa mình thấy không có cần thiết hỏi, bởi vì đến cái giai đoạn này mình tu tứ niệm xứ rồi thì mình ở trên tứ niệm xứ để nhiếp phục cái ưu phiền ở trên cái thân của mình, cho nên mình cũng không cần thiết gì thuốc thang lắm. Nhưng mà mình thấy cái khả năng mình với cái cảm thọ của mình không đủ, mình không đủ sức hàng phục, không đủ sức nhiếp phục nó, thì buộc lòng mình phải đi xin thuốc thôi. Còn nếu mà mình đủ sức thì mình không cần mình không cần xin, do cái vấn đề điều kiện đó. Còn hoặc là hôm nay thì chúng ta cũng giảm bớt cái định vô lậu. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta tập trung, chúng ta viết nhiều quá thì chúng ta lại mất cái thời gian mà chúng ta tu cái tứ niệm xứ, chúng ta dành cho cái tứ niệm xứ rất nhiều. Còn khi nào mà đi chánh thân hành niệm hoặc là chánh niệm tỉnh giác là khi đó mình buồn ngủ mới đi, còn không có buồn ngủ thì không nên đi, mà dồn hết cái công phu cho tứ niệm xứ để chúng ta áp dụng cái định vô lậu. Cái định vô lậu tức là cái tri kiến giải thoát của chúng ta đã học hỏi được, áp dụng vào từng tâm niệm chúng ta mà quét ra. Đó là cái mục đích của chúng ta hôm nay, là chúng ta phải tu về cái pháp tứ niệm xứ rất kỹ lưỡng hẳn hoi, và cách thức nhiếp tâm và an trú tâm ở trên tứ niệm xứ như thế nào. Sau khi được niệm xét thấy quý thầy với quý cư sĩ nhiếp tâm coi đúng sai, rồi thầy sẽ hướng dẫn kỹ lại để chúng ta biết cách mà chúng ta nhiếp tâm cho đúng cách trên tứ niệm xứ. Bây giờ quý thầy và quý cư sĩ có hỏi thầy gì thêm nữa không? Con có câu hỏi và vào 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 ngược lần lượt rồi. Kính thưa trưởng lão, như vậy là tất cả những cái niệm mà mình quán sát á, thì nó phải nằm ở trong năm cái nhóm là tính là tướng về duyên hoặc biến đổi về duyên ta, nằm ở trong một cái khung đó thôi. Đúng, luôn luôn nào mà có một cái niệm thì mà khởi ra thì mình ở trên cái sườn đó mà mình quán xét cái niệm đó thì nó sẽ không sai, không sai. Nhưng mà mình phải ở trên cái nhân quả và cái vô thường, bởi vì mình học cái nhân quả và vô thường, cho nên ở trên đó mình quán xét để mình xả nó đó. Rồi như vậy là phải đứng ở trên cái góc độ đó mà quán xét, bởi vì cái sườn bài để mà cái niệm nó khởi ra thì mình phải thấy đặc tính đặc tướng của nó, đặc tướng đặc tính của nó, rồi duyên hợp duyên tan, tại sao mà cái niệm này từ đâu mà nó có cái niệm này, nó hợp từ đâu, rồi bây giờ mình phải chuyển biến cho nó tan như thế nào. Đó là cách thức như vậy. Hay hoặc là cái sự kiện nó xảy ra bây giờ nó thành còn thành cái niệm, mà cái niệm nó xảy ra nó ở trong cái quá khứ rồi thì nó có cái duyên hợp duyên tan của nó ở trong quá khứ, cho đến bây giờ nó chỉ còn cái niệm ở trong đầu của mình thôi. Do đó mình làm sống lại của nó để rồi mình thấy cái duyên hợp duyên tan của nó tạo, cho nên mình bẻ gãy ngang khi mình hiểu biết nó trong cái nhân quả, trong cái pháp vô thường của nó, để mình diệt nó, tức là mình diệt nó bằng cái tri kiến mình làm như vậy, tức là phải theo những cái
dàn bài cái sườn đó mà quán đó, chứ đừng có đi lạc ra ngoài cái sườn đó thì coi chừng sai, coi chừng bị ức chế đó. Mình phải hiểu đó, là phải hiểu nó ở trên cái sườn đó thì mình mới hiểu nó mới xả, còn ngoài cái sườn đó coi chừng mình sẽ bị ức chế. Rồi thấy không, lúc mà mình quán thân quán thọ mình đi theo thì nói là mình đứng trên đỉnh hơi thở rồi mình nhìn cái cảm thọ nó li ti, cái hơi cái nhịp đập rồi cái những cái thần kinh lên mình, những cái rung động trong người mình nó rung động, có phải vậy thầy, quán thọ vậy không? À không, cái đó nó cái tâm của mình nó định ở trên cái rung động đó, tức là trên cái hành của nó, trên cái hành của thân, rồi mình mới cảm nhận cái sự đau, cái sự mệt mỏi của cái thân đó, thì cái này nó mới là sự tham luôn. Còn cái sự rung động là tự nhiên cái hoạt động của cơ thể của chúng ta, tức là các hành trong thân. À, mà mình đứng ở trên các hành trong thân đó đó, mà nó nhìn bốn cái chỗ thân nội tâm pháp của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta đứng ở trên đó bằng cách nào để rồi chúng ta sẽ ngồi lại rồi chúng ta sẽ suy niệm, thì chúng ta sẽ thấy coi thường nó đứng ở chỗ nào, có đứng chặt ở chỗ đó hoặc là đang nhiếp tâm an trú ở trên cái chỗ cái hành đó nữa, thì nó sẽ coi chừng nó lại sai nữa. Cho nên vì vậy bây giờ tới đây á, thì coi như là chúng ta sẽ trở về với cái sự tu tập của tứ niệm xứ. Nghe chúng ta đứng thì chúng ta sẽ trước tiên á, thì chúng ta sẽ đứng ở trên cái hơi thở, rồi coi trong cái thời gian 30 phút đó mình đứng hơi thở, mình nhiếp hơi thở, hay hoặc là mình đứng đó để quan sát. Cái đứng ở trên cái chỗ đó mà quan sát nó khác hơn cái đứng ở chỗ đó rồi nhiếp cái đối tượng đó, coi chừng mình đặt cái chỗ đó. Rồi để 30 phút trôi qua để mình nghiệm xét lại, rồi trình bày thầy, thì thầy sẽ hướng dẫn cách thức để cho nó đi đúng vào cái chỗ đó mà nó cho nó đúng pháp chứng nghiệm xứ. Rồi con hỏi cuối cùng rồi. Con Phật của thầy, như thầy vừa dạy là bây giờ là dồn cả thời gian vào con tu tập tứ niệm xứ, nhưng mà trong thời gian mà con làm bài thì chưa có hoàn thiện hết. À, thầy sẽ chỉ dạy cho con, bởi vì tất cả những cái thời gian bây giờ hiện giờ là cái thời gian áp dụng cái định vô lậu trên tứ niệm xứ áp dụng, cho nên cái thời gian dồn tu tứ niệm xứ nhiều, nhưng mà vẫn còn triển khai định vô lậu chứ đâu phải tới đây mà hết. Nghĩa là tới đây mấy con còn một trong một ngày một đêm, ít ra mấy con cũng dành nó được 2 tiếng đồng hồ để mà tư duy triển khai cái tri kiến của mình, nhưng mà không nhiều. Mỗi lần mấy con dồn quá nhiều cái thời gian về định vô lậu, coi như là thầy thấy là viết một cặp sách như vậy đó, cho nên thầy nghĩ là viết quá thì chắc có lẽ điên, cho nên bây giờ chẳng bớt lại cho để mình đủ sức quan sát của mình thôi. Chứ mấy con dồn cái tri kiến của mấy con triển khai quá hăng hái, triển khai quá nhiều thì nó sợ nó đi sai đi, cho nên mấy con mỗi ngày vậy mấy con có thể dành nó 2 tiếng hay 3 tiếng đồng hồ để mà tu định vô lậu thôi, nó còn thì giờ chứ đâu phải là hết. Nhưng mà chừng nào mà thầy bảo dứt không có còn dùng cái đó nữa thì mấy con chỉ còn có cái mà tri kiến của mấy con hiểu tới đâu thì mấy con dùng để xả tâm thôi, chứ không còn dùng để vô lậu nữa. Nhưng bây giờ nó còn một cái khoảng vô lậu, mấy con chưa có hết, chưa có đủ hết, chứ chừng nào mà đủ hết là thôi. Còn bây giờ nó còn thiếu tứ vô lượng tâm, mấy con còn thiếu xa lắm. Bởi vì người ta chỉ cần có từ vô lượng tâm mà người ta xả hết tâm, người ta chứng đạt đó, chứ không phải đâu. Cho nên bây giờ mấy con chưa có tới cái chỗ này mà, cho nên vì vậy chừng nào mấy con quán tứ vô lượng tâm được rồi, tức là từ nè, bi nè, hỷ nè, xả nè, bốn cái của tứ vô lượng tâm, những cái phương pháp đặc biệt, và đó là những cái phương pháp độc nhất để mà chứng đạo nữa. Các con nghe Đức Phật đã dạy trong 8 cái pháp chứng đạo mà, độc nhất của 8 cái pháp chứng đạo, mà bây giờ mình chưa triển khai cái tri kiến về tứ vô lượng tâm, làm sao mình biết ở đâu mà mình đi đến cái chỗ mà cứu cánh của mình cuối cùng được. Cho nên mấy con còn phải đi, nhưng mà đâu phải là bây giờ mấy con nếu mà cứ cho mấy con học như thế này riết mấy con sẽ loạn thần kinh, mấy con cũng ngồi đó tối ngày suy nghĩ không đó, đừng nói loạn là sao. Cho nên bắt buộc khi mà tu tập đến cái chỗ mức độ nào thì thầy biết là bây giờ cái chỗ này phải đi qua cái chỗ nó giữ gìn cái tâm mình nó bất động, một cái áp dụng cho nó thực tế hơn, để từ đó mình sẽ đi vào sâu hơn và vi tế hơn. Những cái điều mấy con sẽ quán sau này ở trên định vô lậu là nó sẽ giúp mấy con quét những cái vi tế hơn. Còn cái nhân quả và cái pháp vô thường, cái nhân quả và pháp vô thường nó quét cái thô hết, còn tới cái vi tế đó là tứ vô lượng tâm, nó sẽ quét vi tế mà nó sống ở trong cái tâm từ của nó, tâm bi của nó, để nó thực hiện cuộc đời của nó bất động tâm là ở trên tâm từ tâm bi đó. Cái lòng thương yêu của mọi con người nó mới thực hiện, không bao giờ ghét một người nào hết. Một người ta chửi mình tan nát, người ta làm cho mình đau khổ, người ta làm cho mình sống như gần chết, như các con thấy ông Phú Lâu Na
đó là ông thực hiện tâm từ ông đó. Cho nên vì vậy mà giết ông vẫn thấy, còn thấy người ta thương không? Còn mình hở ra một chút là mình không thấy người ta thương mình, mà chút xíu là mình đã ghét người ta rồi. Cho nên mình thực hiện áp dụng với hào cái phương pháp mà đừng tứ vô lượng tứ niệm xứ, để cho mình thực hiện được cái tứ vô lượng tâm là sau khi mình đã xả bớt cái phần thô. Chứ còn phần rế thì phải nhờ tứ vô lượng tâm để mà xả. Cho nên thầy biết từng pháp để mà đi vào, để mà quét cho sạch cái tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, không còn tham sân si. Nó thì hôm nay thì mấy con cũng phải trong một tuần lễ, mấy con ít ra trong một cái ngày, một ngày buổi sáng mà mấy con tu tập, một ngày 24 tiếng đồng hồ mấy con tu tập dành ra 2 tiếng đồng hồ, đó là ít, 3 tiếng là vừa, đừng có tăng lên 3-4 tiếng nhiều. Thì những cái thời gian 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ đó mấy con dành cho cái định vô lậu. Nghĩa là trong khi cái thời gian đó đến đó bắt buộc mấy con phải tư duy suy nghĩ, mà tư duy suy nghĩ nó không ra thì mấy con phải ngồi tư duy suy nghĩ. Ví dụ như mấy con đề tài, đưa cái đề tài là quán thân bất tịnh. Bây giờ các con mới nghĩ, bây giờ nó hết rồi, quá rồi, mình giết hết ra hết rồi, nói cho thân nó bất tịnh như thế này hết rồi. Nhưng mà tới cái giờ tu định vô lậu, đưa cái đề tài này ra quán nữa, coi thử còn thiếu chỗ nào nữa không, xét tới xét lui coi nó có bất tịnh, nó có chỗ nào còn nữa không, thiếu chỗ nào. Còn nếu không thì mổ ruột ra coi gan ruột phèo gan ở trong trong nội tạng của mình cái nào còn dơ mà mình chưa biết đó, thì mình sẽ xem xét lại. Bởi vì thầy nói phải mằn mò, phải đi từng cái chi tiết rất là rõ để mà thấy sự bất tịnh của nó, từ cái lỗ chân lông cho đến cái móng tay móng chân cứt rái của chúng ta, cái gì cũng là rèn cháo nước miếng nước mồm gì đem ra hết, nói hết, không có chừa cái chỗ mà bất tịnh của cái thân tứ đại của chúng ta, cái thân của chúng ta. Đó là bây giờ mình bắt đầu mình viết nó qua một cái sườn của nó đi, rồi chừng đó mình đi vào cái chi tiết. Bây giờ nói gì, con mắt bất tịnh chỗ nào, nói cái lỗ mũi bất tịnh chỗ nào, cái lỗ tai bất tịnh chỗ nào, cái tóc của mình bất tịnh chỗ nào, phải nói cho hết, nó từng chân răng kẻ tóc bất tịnh của nó ra cho hết, từ cái răng nè nó bất tịnh như chỗ nào, nói cho hết, chứ không phải nó ở răng như vậy là bất tịnh, nó không có nói vậy được. Mình nói phải đi sâu mà đi thật như thật để thấy nó như thật, chứ không phải là nói để nói con lấy có mà nói cho qua, mà nói như thật, mà xem xét tự mình nghiên cứu ở trong cái nó mình nói ra, nói sự bất tịnh. Cho nên mấy con viết nhiều chứ không phải viết ít đâu, nhưng mà 3 tiếng đồng hồ mấy con dồn 3 tiếng đồng hồ mấy con cũng làm việc nhiều, mà trong khi ngày nào mấy con cũng dành ra 3 tiếng 2 tiếng đồng hồ cho cái phần đó, còn bao nhiêu mấy con dồn là tứ niệm xứ thôi. Trừ ra có khi nào mà buồn ngủ thì mấy con phải đi kinh hành thôi, đi phát thân hành niệm, đi chánh niệm tỉnh giác, nhớ vậy thôi. Chứ còn bây giờ không có tu riêng từng pháp, mà bây giờ hay đặt là bây giờ giờ này đi kinh hành, giờ kia phải ngồi tu hít thở hơi thở, giờ nọ phải tu tứ niệm xứ, giờ này phải tu định vô lậu, không có tu vậy nữa, mà dồn hết cho tất cả cái thời gian cho tứ niệm xứ. Trừ ra cái trường hợp nào mà thầy nhắc nó là buồn ngủ thì mới đi chánh niệm tỉnh giác hoặc thân hành niệm, còn không thì thôi. Còn người nào mà thầy cho phép bây giờ người đó đang bệnh thì thầy bảo người đó phải thực hiện pháp thân hành niệm để trị bệnh họ, thì người đó chỉ thực hiện theo cái đặc tướng đặc tính của cái nghiệp của họ, thì theo thầy dạy để đối trị cái bệnh của họ. Còn mấy con là người, những người mà bình thường thì hãy áp dụng như lời thầy dạy, đừng tu sai, mà tu sai thì nó không đúng, đừng có tu theo thời khóa nữa, mà tu theo cái dồn hết cái thời gian cho cái tứ niệm xứ cho thầy. Rồi còn cái phần mà vô lậu thì mấy con chỉ có 2 tiếng hoặc 3 tiếng thôi, nhưng mà sự thật ra thì mấy con nên dành nó 2 tiếng là tốt nhất. Bởi vì thầy thấy trong mỗi ngày nó có 2 tiếng, mà trong một tuần lễ để mà con quan sát một cái đề tài để nộp cho thầy cái bài thì quá nhiều thời gian, chứ đâu phải là không nhiều, rất là nhiều cái thời gian cho định vô lậu. Mà từ đây về sau cho tới đó thì chúng ta còn một số bài để tu định vô lậu nữa, để khai triển cái tri kiến hiểu biết chúng ta thêm. Nó thì như vậy, thì mấy con còn hỏi tiếp thầy gì thêm nữa con? Bà thầy dạy là dồn hết thời gian để tu tứ niệm xứ, thì trừ khi bệnh đau, nhưng mà con thấy nhiều khi nó hôn trầm mà. Thì đã thầy nói hôn trầm thì đi nha, chánh niệm tỉnh giác. Hôn trầm thì mình phải dùng chánh niệm với dùng pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm mà nếu mà không có gì thì mình cứ tu tứ niệm xứ thôi. Phải rồi, bởi vì đây là mình đánh chướng ngại của nó, mà có chướng ngại thì phải dùng cái pháp pháp để mà hàng phục nó, nhiếp phục nó. Thầy thì con nghĩ cái tứ niệm xứ mà mình tu là nó là bị hôn trầm nhất. Thì mới vậy bây giờ mới tu tứ niệm xứ, mà giờ tứ niệm xứ nó đánh con hôn trầm, thì bây giờ con mới sử dụng cái pháp diệt hôn trầm. Mà giờ thay vì nó không còn hôn trầm thì con mới dùng tứ niệm xứ được gì, giờ có hôn trầm thì dùng cái pháp đó mà quét cái hôn trầm đó, chừng nào quét được một ngày hai ngày mà quét cho được, chừng nào nó hết thì ngồi lại tu tứ niệm xứ, mà còn thì cứ ôm pháp kia mà quét. Mà thầy nhiều khi tu tứ niệm xứ vào lúc khuya đó, lúc khuya là 1-2 giờ sáng là bắt đầu tu đó.
thì rất là khổ về vấn đề đó. Vấn đề không đàm thì phát thân anh niệm, bởi vì ở đây tu tứ niệm xứ có mục đích là quét những chướng ngại pháp ở trên đó. Mà không cần thì mới còn thì nhất định phải đi kinh hành phát thân hành niệm chứ. Con ngồi đó được tôi bây giờ tôi tứ dồn tứ niệm xứ mà nó cứ gục tới gục lui làm sao tôi vừa tôi tu tứ niệm xứ được? Buộc lòng tôi phải đi phát thân hành niệm hoặc là chánh niệm tỉnh giác cái gì. À, con hiểu chưa? Cho nên coi nói dồn hết tứ niệm xứ chứ mấy con bị phân ra các pháp hết đó. À, bây giờ thí dụ như tôi tu tứ niệm xứ mà giờ cứ niệm nó khởi ra buộc lòng tôi phải tu định vô lậu chứ làm sao tôi tu tứ niệm xứ được? Con hiểu chưa? Chừng nào mà tứ niệm xứ mà nó thanh thản lại vô sự nó kéo dài 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 giờ này qua giờ khác đó là mấy con đã mới có thấy được là tứ niệm xứ. Mà thầy con thấy tu cái tứ niệm xứ thật sự ra mình giữ được cái tâm thanh thản rất là khó khăn chứ không phải dễ. Vì mỗi con người nó có cái thói quen, cái gì nó cũng quen hết. Ví dụ như đang ngồi tứ niệm xứ này cái tự nhiên rồi nó khởi lên, tức là tự nhiên giữ cái chân giữ cái tay thế đó. Chứ ví dụ như mình ngồi mình nhiếp tâm định niệm hơi thở mình nhiếp tâm nè thì cũng không dũ gì hết, cũng khởi niệm như kệ nó, nhưng mà tự nhiên mình tứ niệm xứ thì phải thanh thản này tự nhiên bởi vậy nó mới thấy được cái chướng ngại của nó mới quét. Chứ còn nhiếp tâm ở trong cái pháp khác như bây giờ con nhiếp tâm ở trong cái hơi thở thì con mắc bệnh tâm hơi thở thì cái chân tay con nó không có dịch, nó không có dịch tới dịch lui đâu, cái miệng nó con không có méo đâu. Nhưng mà con tu tứ niệm xứ con ở không mà lúc thì nó méo miệng bên đây, lúc thì dịch bên kia, nó làm đủ cách. Cho nên vậy mới ở trên tứ niệm xứ mới quét qua cái tụ chướng này. Dạ nó đủ cách hết bên này. Bởi vì tứ niệm xứ là nó hiện ra đủ cách, cho nên mình mới ở trên tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói mình hộ trì chân lý, hộ trì cái chân lý. Mà bây giờ nó cứ nó tới tối tấp thì mình bảo vệ cái chân lý thì phải đánh tối tấp với nó chứ làm sao? Phải đánh với ba cái chướng ngại pháp này nè. Cho nên bây giờ tôi vô tứ niệm xứ chứ sự thật ra chưa phải là tôi ở trong tứ niệm xứ được đâu. Một lúc thì nó trước này thì tôi phải đánh bằng cái pháp này, một lúc thì nó trước kia tôi phải đánh bằng kia. Chừng nào cho tới cuối cùng mà tôi thấy rằng tụi này nó đi hết rồi mới bây giờ tôi mới ở trong cái nhà tứ niệm xứ tôi mới bình an đây. Con hiểu chưa? Con lấy ví dụ mình đang ngồi tỉnh bơi này thanh thản là một sự mình thấy thanh thản. Nhưng khởi lên niệm, nó khởi lên niệm mà nó khởi niệm rồi mình thắng nó. Nó khởi lên muốn cái này kia dục mà. Dục cái tự nhiên mình quen cái thói quen nó khởi lên muốn là tức là mình phải đi theo nó. À đâu được, bây giờ mình đang tu tứ niệm xứ thì không theo rồi, nhất định là không theo phải diệt nó rồi. Hãy nói tứ niệm xứ rồi phải diệt tụi nó. Nó ghê quá. Rồi không khởi niệm á thì bắt đầu nó lại đến thâm tập. Thì đó, thì vậy nó đâu có chịu để cho mình ở trong cái chân lý đâu. Nếu mà để bình yên thì mình vô chân lý rồi còn gì. Cho nên buộc lòng mình phải bảo vệ chân lý nè. À, bảo vệ chân lý. Thì bảo vệ chân lý là tôi phải đủ cách. Cũng như bây giờ con biết là cái ông vua con có rồi. Mà giờ con có được một số quân lính bảo vệ ông vua rồi. Phải không? Bây giờ có số quân lính rồi. Vậy thì tụi nó vô nó cứ nó dè nó bắt ông vua mình. Phải không? Nó dè nó bắt ông vua mình thì bắt đầu mình phải đánh đuổi nó ra để cho ông vua mình ngồi yên chứ. Không ở cuốn chạm chung với cái giường luôn quá sao. Con lấy gì cái nó đánh mình vô lý lắm mà thằng. Thì giờ con đang ngồi thanh thản là tự nhiên cái rồi nó khởi lên cái dục, nó khởi lên cái muốn là vũ cái chân ra. Thì đó. Tự nhiên mất thanh thản. Thì đệ tự nhiên ông ông vua thì ông vua ông chung với cái giường ông trốn rồi. Thế nó vô thì ông phải trốn như sao? Con nên nhớ rằng con sư tu bây giờ mới tu tứ niệm xứ thật sự mới thấy được cái khó của tứ niệm xứ chứ. Bởi vì ta nó hộ trì chân lý mà, chân lý là tứ niệm xứ đó. Làm cho nó sung mãn mà. Chứ đâu phải mà ngồi để mà quán tùm lum tà la, mấy con quán thì nó làm gì nó có cái chuyện này. Ngồi không nó mà rồi, nó mới có. Rồi tự nhiên bắt đầu cái nó thở lên cái tự nhiên nó ngứa. Rồi cái đầu tự nhiên đang thanh thản tự nhiên nó cái tay rồi lên đầu cái mất. Bây giờ nói cái nữa như thế này mắc mớ gì đâu, con mũi mình ngồi thanh thản nó cũng dê dê lỗ tai nữa thì đó là pháp rồi. Mà lúc bây giờ mình lấy tay mình đuổi con mũi đi cũng bị phóng vật rồi đó, thì như vậy đâu được chứ đâu có được. Nó ở đó nó dê dê thì kệ nó, hồng hộ cái lỗ tai vô quay vô đừng có nghe con mũi kêu. Phải tắc ý dùng phương pháp để mà giữ gìn bảo vệ ông chủ, bảo vệ ông vua của mình. Thế rồi bà thầy mũi kích con cái nhất quá là... nhất quá thì tắc ý. Đó tắc ý. Lắm thầy thì thầy nói bởi vậy mới làm pháp mình. Nó làm cho mình bị phóng dật. Thì đó là pháp đó. Dạ, trên pháp quán pháp đó. Cho nên luôn luôn lúc nào mà chúng ta tu tứ niệm xứ rồi nó không phải bình yên đâu. Nó không có bình yên nhưng mà chúng ta phải thắng thôi. Chúng ta đã trang bị những vũ khí cách thức tu tập các pháp rồi. Biết rằng bây giờ ngồi lại tu tứ niệm xứ là sẽ có nhiều chuyện lắm đây. Không phải không? Mà nhiều chuyện lắm đây mới là thật sự mới tu tứ niệm xứ chứ. Chứ còn nếu mà không nhiều chuyện thì ai tu tứ niệm xứ làm gì? Không hiểu chưa?
Cho nên bây giờ là bắt đầu để mà chiến thắng nó đây, chứ đâu phải bây giờ cứ ôm pháp thân hành niệm đi hoài, hoặc là ôm cái định niệm hơi thở đi hoài đâu, hay hoặc là tu cái định vô lậu cứ quát hoài đâu. Không phải, bây giờ áp dụng này, áp dụng để bảo vệ chân lý này, áp dụng phương pháp để bảo vệ chân lý, tức là đi vào tứ niệm xứ để bảo vệ chân lý của mình này. Các bạn thấy tới cái giai đoạn này là giai đoạn căng đó, chứ không phải là giai đoạn thường được. Mình thấy tứ niệm xứ là coi như tâm mình, tâm thanh thản lập của sự là cứ để không mà. Cứ để không coi như mình mới quan sát, mình thấy nó cả vạn pháp nó tấn công mình. À, nó tấn công nào ngoài nó tấn công suốt đó. Đúng vậy, bởi vậy thầy nó mới đứng mới ngồi trên lòng cu mà nhìn nó để mà thấy coi nó tấn mặt, nó kéo mặt này thì đánh mặt này chưa xong, nó kéo tới mặt khác đó. Đánh chống mặt luôn mà thầy, chống mặt luôn. Thì đó là mới đánh giặc thật sự, giặc sinh tử đó. Đó, còn hỏi coi. Giữ tâm thanh tản an lạc vô sự, có cái nào vô mình cũng dẹp gì được không thầy? À. Vô cũng như mình thủ mà nó vô mình bớt cò cho dẹp hết. À, mình dẹp bằng vũ khí thật sự chứ không phải là cứ dẹp cái đó rồi nó ức chế nó chết đó. Con dẹp ví dụ như nó vô đó, nó vô như vậy là con phải, ví dụ cái niệm của con thì con phải triển khai, mà ác pháp quên vài tác động thì phòng hộ mắt tai mũi miệng, chứ không phải cái nào cũng dẹp hết rồi thì nó nằm một đống ở trong nó không có ra. Con hiểu không? Cho nên vì vậy ví dụ như cảm thọ thì dẹp bằng cái phương pháp nào, có phương pháp dẹp, chứ không nó dẹp được cái nó nằm xuống đó, nó im xuống đó chứ nó chưa hết đâu. Còn cái này dẹp thật sự, dẹp mà được an trú đàng hoàng. Còn cái về cái niệm, rồi về các pháp tác động đều là phải phòng hộ hết, coi như là mình đủ cái chiến thuật chiến lược để mà đánh với giặc sinh tử đó. Trên tứ niệm xứ là mặt trận tứ niệm xứ rồi, bây giờ chúng ta đã học được một số chiến thuật chiến lược, những cái vũ khí mà tập luyện nó được trong cái trường mà huấn luyện, mình đã tập luyện được những cái phương pháp này rồi, thì bắt đầu bây giờ mới đem ra áp dụng trên cái chiến trường của tứ niệm xứ nè. Đó, bây giờ mới ngồi trên lòng cu mà gác đó, mà giặt nó vô tới đâu là mình có đủ vũ khí mà để đánh dẹp ra đó. Mà thầy nó không trầm là còn đầu hàng nó hoài. Đầu hàng thì thôi đi ngủ chỗ này. Xin thưa trưởng lão, con có hỏi chuyện này. Tức là bây giờ nếu xác định mình đang ở trên cái vị trí tứ niệm xứ hay là trên cái chúng cầu thì phải căn cứ trên cái thời gian mà có niệm hay là không có niệm. Ví dụ như được 1 phút là 2 phút, 3 phút. Mình phải căn cứ trên cái thời gian đó để mình xác định được cái tứ niệm xứ của mình nó được thành thản hay không. Nếu có 30 giây hay là 1 phút mà có niệm nó vô rồi thì làm sao mà kêu là tứ niệm xứ được? Tứ niệm xứ luôn luôn tứ niệm xứ trên tứ chánh cần. Dạ. Con hiểu, bởi vì bây giờ đây là mình, bởi vì trên pháp môn mà tứ niệm xứ mà đang ở cái giai đoạn mà cái người mà ở trong đây á, nó không phải là cái người nào cũng như sư Giác Ngộ hết đâu. Dạ. Có người ta ngồi cả tiếng đồng hồ nó thanh thản an lạc chứ đâu phải là như sư Giác Ngộ. Sư Giác Ngộ thì giặc quá trời, đất nước của sư nó hoàn toàn nó đủ thứ giặc. Còn có người đất nước của người ta nó thanh bình, nó có chỉ ba thằng giặc chồm thôi, cho nên nó khác hơn. Mỗi người ở đây chứ có khác, chứ không phải là người nào cũng vậy hết đâu nha. Cho nên vì vậy đó mà ở đây thầy nói như thế này, có khi mà chúng ta đang ở trên cái giai đoạn này, cái người mà đang ở trên tứ chánh cần để ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện cũng là ở trên tứ niệm xứ, chứ không phải ngoài tứ niệm xứ mà tu tứ chánh cần đâu. Nó cũng ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà vì giặc quá nhiều cho nên phải ở trên tứ chánh cần ngăn ác diệt ác liên tục hàng bốn cái loại định không có thời. Bốn cái loại định mà trên tứ chánh cần các con biết rồi chứ gì, định chánh niệm tỉnh giác nè, phải không? Định vô lậu nè, định thư giãn nè, tức là định sáng suốt đó, rồi định niệm hơi thở. Nó bốn cái loại định thì người đó tu tứ chánh cần phải dùng bốn cái loại định đó. Nhưng mà bây giờ nó nói như sư Giác Ngộ nãy giờ, các con thấy cái tâm nó ào ạt vậy, lúc thì nó không niệm thì nó lại không trầm thì miên, nó đánh qua góc độ đó thì buộc lòng mình phải có cái phương pháp. Cho nên đương nhiên là chúng ta ở trên tứ chánh cần nhưng mà vẫn ở trên tứ niệm xứ, cho nên chúng ta lấy cứ tứ niệm xứ mà làm cái mặt trận để mà đánh. Còn bây giờ cái người bây giờ người ta ngồi một nửa tiếng một tiếng thánh tạng an lạc, có hiện tượng thỉnh thoảng một lát có một niệm nào xuyên vô thì cái người này người ta tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Nó không phải tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, còn kia tứ chánh cần trên tứ niệm xứ, nó áp dụng đúng pháp của nó tùy theo cái mặt trận của chúng ta, nó nhiều niệm hoặc là nó bị tác động nhiều, nó bị chướng ngại nhiều thì lúc bây giờ chúng ta biết sử dụng. Bởi vì
mình đâu có cái trạng thái lúc nào thanh thản được đâu, nó cứ đánh cái này hết, tới cái đánh kia hết, tới cái này nọ. Rõ ràng là thanh thản là chưa sự không có, ông vua bây giờ chỉ còn có nước ở trong lập chiến khu trốn ở rừng bắt diệt chứ còn đâu có ló cái mặt ra đi được. Các con hiểu chưa? Hồi chủ tịch bây giờ là phải ở bắt diệt rồi chứ không có ở mà ra thành phố Hà Nội mà ở được đâu. Không phải không? Phải lập chiến khu rồi. Vì vậy cho nên vì vậy mà cái trạng thái tứ niệm xứ thanh thản là chúng ta không có được. Nó hiện là có chút xíu cái mất liền, hiện là chút xíu mất liền. Vậy tụi kia nó dập, nó mất liền. Thì cái người này phải ở trên tứ chánh cần rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy ở trên tứ niệm xứ để hộ trì cái chân lý đó. Càng chừng nào mà để ông vua ngồi bình yên cho ông, để ông điều khiển được thì càng tốt. Nhưng chúng ta vẫn là cái người đứng trên chỗ một điểm để quan sát, để quan sát bốn cái chỗ tứ niệm xứ chúng ta, để thấy giặc nó đi từ cái chỗ nào nó vào. Đó là cái chiến thuật chiến lược mà để đánh ở trên cái mặt trận tứ niệm xứ của chúng ta, để thấy được rõ là cái giặc nó đi cái góc độ nào nhiều. Như sư Pháp Ngộ nói, đó là cái giặc hôn trầm nhiều ở góc độ sư. Nhưng mà có người nó đánh cái loạn tưởng nhiều mà cái hôn trầm lại ít, chứ không phải là người nào cũng đều đâu. Hoặc là lúc này nó đánh cái góc độ này thì nhiều, mà lúc sau nó đánh cái góc độ khác nhiều. Nó đánh liên tục, nó đánh chúng ta sẽ gần như muốn sơ bơ sát bát mà đánh không thắng nó được. Đó, chúng ta trên cái mặt trận này rồi mấy con sẽ thấy thầy sẽ là một cái người mà chỉ huy cái mặt trận này để cho mấy con đánh. Chứ nếu mà không có cái bộ chỉ huy này, nó đánh riết rồi mấy con tróc gốc liền, tới chừng buồn ngủ thì mấy con chỉ còn nước rồi lên trên giường mà nằm ngủ thôi, chứ còn cách nào nữa. Đầu hàng giặc đó. Cho nên vì vậy bây giờ nó quá trời rồi. Con bây giờ không biết làm sao. Con đi pháp thân thành niệm nó cũng ngủ nữa. Rồi con đi chánh niệm tỉnh giác nó cũng không thắng được nó. Bây giờ cách nào nó cứ bắt con cứ ngủ thôi. Thì lúc bây giờ đó là lúc phải là tiếp diện quân rồi. Không có thể nào mà còn để mình mấy con mà thắng được. Lúc bây giờ thầy kêu mấy con ra đây nè, ngồi đây nè, để coi nó ngủ chừng nào thầy lấy cây từ quốc. Có phải không? Vì vậy mới thắng trận chứ không khéo là sao thắng nó được. Còn cái sức của mấy con còn khả năng mà thắng được thì mấy con tu tập trên những cái pháp đó mấy con thắng. Mà thắng không được rồi thì phải diện quân rồi. Tức là mình thầy nó nói chung ra là thắng hết, nhưng con cái là mình chỉ làm cho mình bị nhục trí. Nhục trí lâu lâu nghe thầy nói thế là nó khỏe lên. Có bộ chỉ huy dẫn động tinh thần cái nó bắt đầu nỗ lực lên tu. Thầy không phải là ngày nào nó cũng đánh vậy đâu, cứ 2-3 ngày nó mới làm mình một vài ngày đó, cứ 2-3 ngày tới là 2-3 ngày nó đi, 2-3 ngày nó đánh dập nữa, rồi mình mà đánh nó được nó là 2-3 ngày nó lại đi mất. Rồi nó kéo lại. Rồi nó kéo lại thì mình chưa thắng. Tôi bụi vậy chắc mình chạy luôn quá. Bữa nào mà đánh quá thì coi như là đút vô ngủ. Thôi bây giờ thì bắt đầu, không? Bắt đầu còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Để hiểu biết, để rồi mình bắt đầu mình tập tận thôi. Rồi vậy là có nhanh đúng hay là tôi nhìn trước tôi ngồi trước? À, không phải đâu con, vậy là đúng, nhưng mà có điều kiện là bây giờ khoan đã, bây giờ để coi thử coi mình tu đúng hay không, hay hoặc là con ma tưởng nó sai mình lúc ngồi lúc đứng lúc nằm đây nữa. Nó còn nhiều cái loại nó lắm, bây giờ để mà coi thử coi cái tu tập mình có đúng không, rồi cái trạng thái mà đúng của cái thanh thản là vô sự của mình có phải đúng cái trạng thái đó không, hay hoặc là mình đang ức chế nữa, để rồi còn xem xét lại, còn qua cái sự mà hướng dẫn của thầy thì thầy còn xem xét lại những cái trạng thái đó coi mấy con tập đúng hay không. Cái thời gian ví dụ như 30 phút chưa tìm thấy cái trạng thái của con sai thì 1 giờ sẽ tìm thấy, hoặc là 2 giờ sẽ tìm thấy được cái trạng thái sai. Bởi vì khi đó mình nhiếp tâm, mình nhiếp tâm trong cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, nhưng nó lại do tưởng, nó vẫn giữ cái mức độ thanh tạng an lạc vô sự, tưởng là mình tu tốt. Nhưng mà trong cái thời gian mà chừng 30 phút thì thấy tốt quá, không có gì hết, coi như nó thanh thản suốt 30 phút, nó không coi gì hết. Nhưng mà đã rớt trong tưởng rồi mà đâu có hay. Nhưng mà vì cái thời gian ngắn quá cho nên chưa kiểm nghiệm được, cho nên kéo dài thêm 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ nó lòi ra cái tướng của nó, bắt đầu nó hiện hào quang. Con ngồi đó con thấy ánh sáng, con hoặc là con ngồi con thấy cảnh Phật, cảnh tiên gì đủ thứ hết. Trong lúc đó thì mới kiểm nghiệm, mới thấy rõ ràng là con ngồi con đang chiêm ngưỡng cái thế giới siêu hình của con. Con hiểu chưa? Gì đó phần đó con có này. Con bị rồi. Trước đây chưa hồi giờ thì hết rồi con. Con có thể lúc mà nó vô tưởng mình ngồi được 2 tiếng hồ không có niệm. Đó thầy nói bởi vì thầy mới căn cứ vào chỗ đó đó, bắt đầu mấy con là thầy căn cứ 30 phút thầy tìm coi cái trạng thái tâm của con nó ở chỗ nào, coi nó đúng tứ niệm xứ không. Kế đó thì 1 giờ thì tăng lên 2 giờ, 3 giờ thì chịu khó thầy ngồi đây thì sẽ theo dõi. Theo dõi mấy con tu nó sẽ hiện ra cái tướng.
nó thèm cái tướng đó thì con đã bị cái tướng này rồi. Thấy cũng có thấy hào quang nè, cái ánh sáng, thấy nói chung là nó rất an lạc, nhưng mà sau này cũng về đây không biết cái đó là cái tưởng thôi. Ngồi hai tiếng hồ im lặng lắm, không có niệm. Đó, thì con thấy nó có con lắng nghe không, khi nó rớt trong đó thì chúng ta thấy ngồi im liềm bất động lắm, nhưng mà ở ngoài tưởng cái người này tu tứ niệm xứ tốt chứ ai về ở trong đó nó đâu có tốt gì đâu, nó thành thông không à. Nó cho nên vì vậy đó mà một cái người thầy người ta sợ khi mình ngồi im liềm mà mình nhiếp tâm nó trọn vẹn, nó không bị động. Còn cái người mà ngồi lát lúng nhíp này, người này tứ niệm xứ nó chạy trốn hoài mà không phải đâu, thì biết rằng cái người này phải hướng dẫn một cách nào. Còn cái người mà ngồi im lặng để xét coi cái im lặng này đúng hay sai nữa, mà nó đúng thì thôi, mà nó sai thì tức là thấy những cái trạng thái tưởng, thì chỉ có thầy mới biết được cái trạng thái tưởng chứ con hiểu. Cho nên thầy phải coi tới cái chỗ này để truy ra cho nó rõ ràng, để rồi giúp mấy con vượt qua những cái khó khăn này, để cho mấy con thực hiện được cái tâm bất động của mấy con hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ, sung mãn tứ niệm xứ. Chứ không khéo mấy con lạc cho đường ma rồi làm sao mấy con có cách nào mà ra ở đây. Thầy xin nói, dạ. Nếu mà ngồi im lặng hoài thì cũng thấy lúc con ngồi thấy im lặng gì đó mà con không thấy gì hết, thì đó là không tư tưởng, đó là tu tứ niệm xứ. À, con sẽ rớt trong không tưởng rồi, con không thấy thì con bị không rồi. Nó có thấy thì nó khác, mà không thấy thì nó bị không tưởng. À, nó không tưởng, cho nên vì vậy nó cũng bị đó con, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì chính tại sao mà mình cái tâm của mình á, nó còn dục, nó chưa ly dục lẽ pháp, tại sao nó lọt trong cái này được yên lặng như vậy? Thì không phải bị tưởng không tưởng sao? Chừng nào mà các bạn con thấy rõ ràng là bây giờ họ chửi mình không giận nè, tâm mình không tham muốn gì nữa, bây giờ xả hết toàn bộ, bây giờ rõ ràng là nó có cái sự kỳ lạ, giới luật không hề vi phạm đâu, mà là lúc bây giờ nó lại không bao giờ nói chuyện với ai hết rồi, nó quay vô rồi, nó không phóng vật rồi, nó mới được vậy chứ còn lơ mơ nó làm sao nó được cái không đó? Các con hiểu, mà nó không đó thì nó không tưởng rồi. Cho nên con cũng coi chừng, chỉ có thầy kiểm nghiệm lại thầy mới biết chứ. Chứ nếu mà không thầy thì mấy con thấy đó đã được rồi thì chết. Rồi con hỏi thôi. Không ạ. Rồi rồi. Đau răng có gì đâu. Thầy cho mở cái kềm giật cái bò. Có gì nó dễ giật ra rồi cái hết rồi. Lớn rồi mà còn một răng. Thôi được rồi, đau nhất ăn thua gì, không có gì đâu. Bây giờ lại xin nhịn ăn phải không con? Dạ con nhịn ăn. Nhịn ăn. Dạ thôi cũng được, ăn nó cứ nó động tới động lui nó đau chứ gì. Bây giờ nhìn ăn cho nó đừng có đau. Thật đó đừng có sợ hãi cái đồ đau răng nó mà lo cái thứ gì. Có mà khó khăn gì nhíp nhíp chút cho thôi chứ. Cứ đau răng không bao giờ chết rồi. Đau gì chết chứ ai đau răng mà chết. Rồi con hỏi con. Nó nhột một chiếc bò hay là nó ngứa ăn chút rồi ăn. Rờ tới nó ngứa tới hoài sao thầy? Ai biết con rờ? Ngồi chân mình. Bởi vì con có pháp, khi mà nó bị nhột bị ngứa đó thì con nhiếp tâm và an trú ở trong pháp, con mới tắc ý nhột và ngứa này phải chấm dứt đi cho khỏi đại thân, mà không có được ở đây mà nhột ngứa nữa. Tao cho mày dở nhột nhưng tao không có rờ đâu, tao sẽ ở trong cái trạng thái của hơi thở nè, tao ở trong cánh tay đưa ra đưa vô nè, bây giờ tâm phải bám chặt nè, chứ không có được mà rờ rẫm cái chỗ ngứa chỗ luôn. Thì con sẽ cố gắng con trì trí một chút xíu, cái ngứa nó cũng không còn có nữa đâu. Cái đồ bệnh ngứa mà chết chấp gì mà cứ ngồi đó mà gãi, chứ mấy con thấy mình dở quá không có gan dạ. Vậy mà tới chừng ngứa mấy con cứ vào đi hoài, không bao giờ mấy con thôi cái thật đó, dẹp đi đừng có vào nó đi, một chút lúc nó sẽ hết liền. Quen á, đùng cái là bắt đầu cái tay nó thật là nó gãi liền. Bởi vì khi mà bị ngứa nó mới còn lấy dây còn cột tay rồi, chỉ còn duy nhất có hơi thở thôi, nó nhiếp trong hơi thở. Mấy con cứ tin thật dạy đi, các con sẽ nhiếp tâm và an trú tâm thì tất cả những chướng ngại ở trên thân mấy con sẽ hoàn toàn bình an, không còn có bị cảm thọ đó nữa. Bất kỳ cái gì đau nhất gì cũng vậy đó, chứ đừng có thể thấy đau đau cứ rờ rờ nó lại cầm đau luôn, nó nói mình cưng nó lắm, cho nên mình nựng nịu nó đó. Còn ngứa thì mình rờ rờ nó nói ông thương mình lắm cho nên nó ngứa luôn cho mình rờ nhiều. Rồi à, thích lắm, lấy roi mà quất cho nó roi đỡ rồi. Bởi vì những cái này đều là những cái tưởng thôi, nó làm cho mình thấy thích thú, quét nó ra đi. Bây giờ tứ niệm xứ là không có nói chuyện mà thích thú, bởi vì Đức Phật ở trên tứ niệm xứ tu thọ lạc nè, không chấp nhận nè, thì cái liên xúc tưởng Hy Lạc mới con là nó thọ lạc cái gì, thọ khổ sợ nghe hơi đau đau nhất là có quản rồi, phải không mấy con? Thấy thọ lạc thọ khổ thọ bất lạc bất khổ, không chấp nhận trên tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ không có ba cái thứ này vô, các con nhớ kỹ Phật đã dạy rồi đó.
Bây giờ đem ra áp dụng thì bao giờ thọ lạc thì tao cũng biết mặt mày quá, mày cám dỗ tao để bữa nay là tu tốt, mày cũng như là thọ khổ chứ không có gì đâu. Thầy, cái gì thấy nó dễ nhưng mà về cái cảm thọ còn thấy nó rất là khó hơn hơn cả cái thứ khác. Bởi vậy nó mình phải mới sử dụng nó một cái cách thức để cho mình phá được cái cảm thọ đó, chứ không khéo nó con biết đau nhất cũng khổ nè, họ là cũng thấy thích rồi cứ ngồi đó liêm diêm để mà hưởng thụ. Bởi vậy cái đó nó thành cái dục lạc rồi, cho nên cái mà thọ bất lạc bất khổ Đức Phật còn không chấp nhận nữa, mà nó phải luôn luôn ở trên cái pháp của nó. Mà chứ nếu mà nó ở chỗ cái cảm thọ bất lạc bất khổ thì nó không phải ở trên pháp rồi. Các con nhớ kỹ tại sao mà cái chỗ thọ bất lạc bất khổ mà Đức Phật lại bác không cho, đâu có cho mình ở trên cái chỗ đó. Thì mình phải ở trên pháp tứ niệm xứ, cho nên mình ở trên pháp tứ niệm xứ là phải ở trên lòng cu mà nhìn bốn chỗ cửa thành. Các con hiểu chỗ đó chưa? Không có được rời cái lòng cu của mình đâu. Vậy thì bây giờ mấy con sẽ tới cái giai đoạn mà mấy con ngồi trên lòng cu mà gác bốn cửa thành của mình đây. Con ngồi được hay chưa được? Chưa được thì phải bắt thân tèo lên. Tại vì con ngồi 15 phút thân thể an lại, mới bắt đầu nó có niệm. Có niệm nhớ tùm lum như vậy. Thì vậy mới tu tứ niệm xứ chứ. Cầu cho nó có niệm để mình tu. Chứ còn không có niệm thì đâu có tu tứ niệm xứ. 15 phút là nó có. À rồi được rồi. Có cái này cái khác thì nó cứ xin. Thì bây giờ ở trên tứ niệm xứ đó, đó mới gọi là tu tứ niệm xứ đó. Chờ giặt cho nó đến, ở trên chỗ đó mà ở trên cái thành này mà chờ giặt cho nó đến để mà đánh. Đủ sức hay là không đủ sức mà thôi đó. Như vậy là mới là mình là mới người chiến thắng chứ. Con nghe Đức Phật mới nói mà thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận mà. Ghê lắm chứ đâu phải không đó. Cho nên vì vậy mà khi nó mà đến nó đánh mình thì dù là một cái niệm khởi ra mình cũng phải tỉnh táo. Trước tiên là mình phải tỉnh tập cái sức tu tứ niệm xứ. Đầu tiên mình phải tỉnh táo, nghĩa là cái sức tỉnh của mình phải có ở trên cái chỗ tứ niệm xứ chứ không được mê. Mà mê tức là nó làm cho mình không có thấy biết được, thì lúc bây giờ đó là mình phải dồn qua cái công phu để tập tỉnh thức như thế nào để ở trên ngồi ở trên cao mà nhìn xuống cái bốn cửa thành của mình, thân tọa tâm pháp, hoàn toàn phải tỉnh thức từng giây từng phút từng sát na, chứ không được mê trên đó được. Ngồi mà lính gác mà mê rồi đi ba ông Việt Cộng mắc chết thì sao? Không, thầy nói thiệt mà. Mấy ông rình rập ở đó đó, mà mình thấy mình không có còn mình tỉnh táo là ông ở ngoài ông nổ xuống bể thọ mình liền hết chứ không phải không đâu. Cho nên tu tập rất là tỉnh táo, mà không tỉnh táo thì tu tứ niệm xứ không có được. Thầy nói thật, mà mấy con sẽ thấy trên cái vấn đề tới đây rồi mấy con sẽ phải tập từng phút tỉnh táo ở trên tứ niệm xứ. Tâm á, nó có cái tâm mà nó được khởi niệm, còn cái gì nó cũng im hết. À, nó đã khởi niệm thì à, bây giờ cái thân của con nó im nhưng mà cái tâm nó khởi niệm là nó không chịu im rồi, nó động rồi. Cho nên ở đây thân thọ tâm pháp mà con thấy chưa, thân thọ tâm pháp. Thân thì nó không đau nhất, lúc mà thì nó lấy cái chân nó đẩy, lúc thì nó đưa cái tay, hoặc là lúc nó ngồi giữa, hoặc là lúc nó đưa tới, hoặc nó cúi xuống, hoặc nó nghiêng qua. Cái thân nó động chứ nó có đâu có đau nhất đâu, mà nó cứ nhúc nhích hoài à, nó cạo cử mà. Cho nên trên cái vấn đề mà tu mà cái người nào mà ngồi mà cứ nhúc nhích là cái người đó ở mức độ nào thầy biết, sẽ giúp đỡ cho họ phá cái nhúc nhích đó, phá cái đó họ mới đi tới được cái khác. Còn cái người ngồi mà im lặng mà bất động suốt một cái thời gian 30 phút, biết họ đang ở trong cái gì rồi, để xem xét lại. Chứ đừng có nói thấy bất động là mừng, không phải đâu. Họ nhúc nhích nó coi chừng im cũng được, động cũng được. Nó phải có một cái vấn đề nó tỉnh táo như thế nào. Còn cái người mà con mắt mở trăng trăng mà ngó chăm chăm một chỗ là cũng không có được. Nó đâu hay chuyện dễ, bởi vì người ta quan sát qua cái cách thức tu tập, người ta biết được mấy con ở trên tứ niệm xứ hay không ở trên tứ niệm xứ. Cho nên về thầy nó nói rồi, bây giờ mấy con bắt đầu để rồi coi mấy con thử coi làm đúng không. Làm đúng mới được chứ, còn làm đúng thì phải sửa chứ. Cái gì con ấy, sợ cái tâm cái gì con? Dạ thầy nói rõ cái chỗ mà cái thọ bất lạc bất khổ á thầy, thọ lạc thì dễ biết, thọ khổ thì dễ biết. Một cái chỗ thầy nói rõ hơn cái thọ bất lạc bất khổ, cái đó mới lạc được vô ký không? Nó vô ký thì nó không có nhớ gì hết, mà cái chỗ đó mình sẽ ngồi mình thấy tự nhiên vậy đó, không phải không? Nó đang ở chỗ tỉnh giác mà con mất cái tỉnh giác đó là cái chỗ thọ bất lạc bất khổ. Con hiểu chỗ đó không? Yeah.
Nó thì mấy con nhớ kỹ những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta rồi mà chúng ta chưa có nhận ra được có, cái trạng thái đó là chúng ta bị lầm. Có cái đó. Tự nhiên cái nó biết hết biết và cái bất động không biết nữa, mình yên. Nó thì bây giờ mấy con mấy con bắt đầu còn hỏi gì nữa thêm không? Đặng rồi bắt đầu chứ bây giờ gần 1 giờ rồi. Trong thời gian 2 tiếng được lão nó để mình định mua lậu rồi, thời gian 2 tiếng nó là trước bài thôi. Trong quy định vô lậu đó là con có thể vừa quán xét những cái niệm đó mà vừa có thể đặt những cái đề tài để đi những cái gì đó. Được rồi. Đó là cách thức của định vô lậu để triển khai thêm cái tri kiến của mình trên cái phần chúng ta còn lại mà chúng ta chưa hoàn chỉnh được cái chánh tri kiến của mình. Thì mình tiếp tục mình hoàn chỉnh cho nó đầy đủ cái cách thức để cho chúng ta xả được tất cả các tham niệm của chúng ta. Rồi bắt đầu. Còn thầy như bây giờ hai chút hai tiếng định lậu đó là mình tu tập là chút hai tiếng một lượt luôn hay là như thế nào? À, bây giờ nó không phải suốt 2 tiếng, làm sao mà con suốt 2 tiếng nổi. Con thấy bây giờ trong vòng 3 phút mà bây giờ nó buồn ngủ thì mẹ con đâu có còn ở trên tứ niệm xứ được nữa, phải đi kinh hành rồi. Không, con nói giờ về cái phần tư duy về làm bài định vô lậu đúng không? À, cái định vô lậu thì có thể con nối liền hoặc là 2 tiếng đồng hồ liên tục con có thể tư duy làm bài được, không sao hết. Hoặc là con cái thời gian này con để cái giờ này con tu định vô lậu con 1 giờ. Rồi cái thời gian kia con thấy cái chỗ này bây giờ con cần thiết để mà con tu định vô lậu thì con giờ là tu. Còn nếu mà con quán tư duy suy nghĩ trong suốt 2 tiếng đồng hồ coi chừng nặng đầu á. Nghĩa là mình tư duy suy nghĩ để mà viết ra nó coi chừng nó sẽ nặng đầu. Cho nên vì vậy mà có thể con sẽ tư duy ở trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi rồi mình xả nghĩ. Xả nghĩ để tới cái thời kế đó hoặc là cái buổi khác có thể mình dùng 1 tiếng đồng hồ để mình tư duy về định vô lậu. Thầy, khi ngồi mà tứ niệm xứ như thế thì có nhận tâm thanh tạng là vô sự. À, tu tứ niệm xứ thì niệm tâm thanh tạng là vô sự rồi con. Cái thứ hai là khi mà ngồi tu tứ niệm xứ như thế, nếu có vọng tưởng vọng pháp hay là phóng niệm này là thì quán xả được. À, quán xả đó, quán vô lậu đó mình xả ra. Con dùng những cái tri kiến mà con đã học đó, con quán nó con xả. Rồi, chưa có còn hỏi gì nữa không con? Xong rồi thì ngay từ trên cái ghế của mấy con đó, mấy con sửa sang làm sao ngồi chứ im lặng. Khi nào mà thầy bảo khoanh chân ngồi kiết già là ngồi kiết già, mà im lặng như thế này mình sửa sao mình ngồi, mình để tay chân sao mà cho nó thoải mái đó, mình cứ ngồi. Ngồi 30 phút mà chứ không phải ngồi ít đâu. Im lặng, để rồi thầy theo dõi từng cái sự nhiếp tâm của mấy con coi. Trên tứ niệm xứ đó, bắt đầu trước tiên đó, mình cũng tứ niệm xứ thì mình phải tắc ý. Những cái gì cần thiết phải tắc ý hết, chứ đừng lát rồi nữa, lát chừng nó mà tắc ý nữa thì không có được. Nghĩa là ngay đầu tắc ý hết những cái gì mình muốn cho nó trong tứ niệm xứ, đừng có bị động một cái gì hết á, thì mấy con ngay đó mấy con tắc ý. Tắc một lần nữa mà thầy. Tắc một lần, sau đó không tắc nữa. Ngồi riết cho tới 30 phút. Mà nếu nó có hôn trầm thì ngồi đó mà ngủ. Chứ bây giờ làm sao đi?